Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Mỹ tổ chức phát quà cho các hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường. Dịp này, Quỹ ban mặt trận phường Vĩnh Mỹ đã trao 165 phần quà, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt đối với các hộ gia đình chính sách, 10 kg gạo và 100.000 đồng tiền mặt đối với các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, người bán vé số lưu động. Kinh phí được trích từ nguồn quỹ phòng chống Covid-19 và an sinh xã hội của Quỹ ban mặt trận thành phố hỗ trợ. Thời gian tới, Quỹ ban Mặt trận Phường Chính Mỹ tiếp tục vận động các mạnh thường quân, duy trì hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn chung tay phòng chống dịch bệnh.